Có chiếc tàu nhỏ, họ gia đình tôi không cho tôi bơi ra ngoài đấy. Thì bây giờ tôi câu, tôi ngồi trên bờ. Sau tôi thì xanh muốn mua lại chiếc tàu để đi ra biển như trước đấy. Đi câu tôm, câu cá rồi. Bây giờ ví dụ anh Bảo nghe tôi nói chuyện đá gà, tôi nói tất cả sự vấn đề nghĩa là mê tín của tôi anh đấy. Thì tôi bây giờ có những đặc biệt, tôi vẽ nhiều. Vẽ. Tôi vẽ nhiều lắm. Anh nặng tưởng. Tôi tạc cạc trên gỗ. Đó. Mà cái gì thì làm rồi cũng mê mà chứ. Bây giờ tới cái tuổi anh còn ham mê gì nữa? Thì bây giờ anh biết không, tôi với mấy đàn tôi thì bây giờ mê trồng hoa trồng đấy. Rồi tôi bây giờ trở lại tôi dạy tiếng Việt cho cháu nội cháu ngoại cho tôi. Tôi dạy mà tôi dạy kỹ, dạy cho đến nên đọc được, cho viết được. Anh trở về Việt Nam mấy lần? Ba lần. Anh thấy đất nước thay đổi tốt hay là tệ? Thì anh biết là nó có hai chuyện. Mình đi ra ngoài đường, anh đi ngoài cái khơi thì anh thấy cái gì nó cũng đẹp. Anh thấy chiếc cầu Mỹ Thuận đẻ nó nhẹ nhàng, nó không phải nặng nề như chiếc cầu Brunswick được. Cái cầu của tụi Mỹ gì anh thấy nhẹ nhàng quá, anh thích hả? Nhưng mà tôi đi về nhà quê anh, nhà quê bà con tôi ở đàm Đại Phước anh, thì tôi ngồi ăn với họ. Tôi đến chỗ nào thì bà con của tôi đó, thì tôi cũng nói rằng ăn cái gì, ông ăn cái này hay là bác ăn cái này, chú ăn cái này. Bởi vì tôi mới biết. Chứ còn đừng có đi mua đồ tôm cá, đồ gà vịt cho tôi đó. Đúng. Chán lắm rồi, thấy chưa? Thì đó tôi thấy là nó có hai cái, có cái difference sai biệt nhiều lắm. Thì cái đó là vấn đề. Mà vấn đề có lẽ không phải riêng cho mình, là vấn đề chính phủ. Đó là vấn đề cho chính phủ. Mà không phải là vấn đề ngắn hạn nha. Cho tôi là một vấn đề rất dài hạn. Tôi cũng không biết thế nào chính quyền Hà Nội giải quyết cái vấn đề đó. Hay là càng ngày càng đi sâu vào vấn đề chênh lệch giữa giới này, giữa giới kia. Anh định chừng nào anh trở lại? Tôi tính là cuối năm nay tôi đi về Việt Nam lại. Đó là thăm bà con tôi. Có phải là cái chuyến đi chót của anh không? Thì tôi già rồi, chắc bây giờ tôi cũng mệt mỏi rồi. Đi ngồi 18 tiếng đồng hồ dùng máy bay thì cũng mệt. Phải sự rồi đau đầu gối, anh thấy không? Với bà con tôi nhà cũng lần lần cũng chết, lần lần thì tôi muốn về. Chuyện mồ mả ông bà anh lo hết rồi. Thì lo xong. Bây giờ anh có ý định là về kỳ này anh thâu thập tài liệu để mà anh suy nghĩ, anh về anh viết thêm cuốn sách gì Việt Nam? Tôi chưa có quyết định, anh chắc để coi, chứ chưa hứa anh. Theo anh nghĩ chúng mình sẽ qua đời ở tại đất Mỹ hay là ở tại Việt Nam? Không biết cái tương lai thì tôi thấy nó còn xa vời lắm mới có chuyện thay đổi. Anh mới về Việt Nam, anh về Việt Nam trong trường hợp này nó cũng như gì thấy không? Mình cũng vậy. Tôi thì bên đây tôi mua miếng đất rồi để cho ông tôi bên đây ở nhà, bà con tôi để dành cho tôi một miếng đất ở nhà, khi nào chết muốn về nhà cho ông nhà. Nhưng mà tôi cũng mua miếng đất ở bên đây tùy theo con cái thôi. Anh là economist, anh là một nhà văn. Anh cũng có liên hệ tới chính trị. Bây giờ hỏi thiệt anh, trong cái giai đoạn hiện tại còn dưới cái sự kiểm soát của Cộng sản, thì cái mối đe dọa trong những ngày sắp tới đó, trong ngày sắp tới đó, thì anh nghĩ sao về cái mối đe dọa từ Trung Quốc đối với Việt Nam? Tôi thấy là Việt Nam cộng sản hay không cộng sản gì cũng ở trong cái thế kẹt cái gốm ghê. Kẹt như Mỹ hay là kẹt như Trung Quốc? Kẹt. Mà anh ở bên đây anh đi dây. Đi dây là một cái... Anh đi dây là bao giờ là không phải là vấn đề dễ. Đấy. Nhưng mà cho tôi đó, thì một hai khi tôi đọc những cái bài của anh đó, tôi chỉ thấy có một cái đường lối thôi anh, dân tộc. Mà anh muốn cho dân tộc hoàn toàn ủng hộ, khi mà một dân tộc anh nhớ đời Trần đời Lê rồi lại được cái là dân tộc nó ủng hộ, anh thấy không, thì anh làm cái gì cũng được. Mà còn khi nào mà anh mà vấn đề lơ là, anh muốn cho cả dân tộc ủng hộ anh đó, thì rất không biết Hà Nội có nghĩ đến làm cách nào hay không. Nhà Hà Nội cũng muốn làm cách nào để hoàn toàn như một cái khối duy nhất không, không phải ở trong nước không mà ở ngoài quốc nữa. Nhưng mà tôi nghĩ muốn cho dân tộc mình thống nhất ngoài quốc, trong nước thì phải làm cho họ sướng. Mà cái devise của Hà Nội đó thì là độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng mà tôi thấy tự do hạnh phúc phải đặt lại, coi lại có hay là trừ tự do trừ hạnh phúc nữa. Theo anh nghĩ với 1.000 năm đô hộ
của Tàu. Tôi không có nói Pháp, tôi không có nói Mỹ, nói là Tàu thôi. Bởi vì đó là cái sự cái domination dài nhất. Dân tộc mình có đủ sáng suốt để mà đi ra khỏi cái gông cùm của Trung Quốc không? Ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì mình hy vọng các nhà lãnh đạo bây giờ, nhà lãnh đạo tới biết lợi dụng cái lực lượng dân tộc. Cái lực lượng dân tộc. Cái lực lượng dân tộc. Mà anh muốn cho cái dân tộc nó hoàn toàn nó như là một cái khối thì anh phải làm cái gì? Anh hay tại sao không đặt ngay vấn đề liền thế thì làm thế nào để cho dân tộc mình như là một cái khối? Đúng. Thì khi đó cho tôi chỉ còn có một con đường nữa thôi. Thôi bây giờ hai anh em mình chấm dứt cái cuộc bạn đàm bữa nay. Cảm ơn anh Lan nhiều lắm. Anh để dành thì giờ anh thân tình nói với tôi. Thôi tôi cũng cảm ơn anh để cho tôi có cơ hội được nói lên những cái gì có nhiều khi. Vậy là anh em mình dù sao cũng có cái điểm đồng ý chốt là vấn đề dân tộc.